Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Gia Khang ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng tủ lạnh sát nha mọi người nha, 360 lít. Đó, đây là cái ngoại hình của dòng sản phẩm này. Sản phẩm này thì bên em có luôn vừa màu bạc như thế này và có một cái màu xám đen nữa nha anh chị nha. Mình có thể tìm hiểu thêm, nó cũng không chênh lệch nhau giá quá nhiều đó anh chị. Rồi, con này thì cũng có rất là nhiều cái công nghệ mới của sát anh chị ha, được chứng nhận bởi Nhật Bản nha. Rồi, con này thì sẽ có cái dung tích ngân đá trên là 107 lít, ngân mắt dưới là 253 lít nha anh chị nha. Con này sẽ có luôn cho chúng ta cái công nghệ Zetix Inverter rồi, thì máy nó vận hành rất là êm cũng như là tiết kiệm được điện năng tiêu thụ trong ngày. Con này thì được tính trung bình cái lượng điện tiêu thụ của chúng ta sẽ rất là thấp luôn, sạc này cũng khá là tiết kiệm nha, tuy là cái dung tích là 360 lít nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh nhiệt độ của ngăn lạnh, ngăn đông ở đây và ngăn dứ ở đây, nó riêng nhau nha mọi người nha. Con này sẽ có luôn một cái bộ diệt khuẩn bằng ion, để cho cái thực phẩm chúng ta không có bị ám mùi, tủ mình nó không có bị hôi khi trong quá trình sử dụng thực phẩm anh chị ha. Có một cái ngăn rau củ quả rất là lớn này, cái ngăn này sẽ duy trì độ ẩm nó ổn định hơn, bảo vệ rau củ quả của mình nó luôn cái tươi và để được lâu hơn nha anh chị nha. Con này thì có luôn cho chúng ta một cái công nghệ làm lạnh rất là nhanh nha anh chị nha. Rồi, từ thiết kế cho đến công nghệ thì mình thấy sáp nó cũng tối ưu hết rồi. Nên là nó đưa ra một mức giá rất là vừa phải, phù hợp với mỗi gia đình người Việt của chúng ta luôn. Con này có mức giá rất là rẻ thôi, chỉ tầm 9 triệu thôi nha anh chị nha. Sản phẩm này thì đang được kinh doanh tại nhà của Điện Máy Gia Khang. Các bạn sẽ được hỗ trợ giao lắp miễn phí cũng như là bảo hành tận nhà trong vòng 24 tháng, nếu mà xảy ra sự cố đối với cái sản phẩm này nha. Rồi, các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về sản phẩm này thì có thể liên hệ qua cho Điện Máy Gia Khang qua phần website bán lại, mình sẽ đến ngay dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.